Chào bác, hôm nay cửa hàng bà Trang lên clip giới thiệu cho mọi người con máy xới đất cào cào ấy đi, máy mang thương hiệu Mitsubishi T170 bác nhé. Đó, thì con này thì như em giới thiệu ở nhiều clip trước chưa, thích hợp cho bác nào mình làm hoa màu này, làm rau kiểu vườn rau vườn màu. Bác muốn mua con máy mà cào cào xới đất mà làm nhẹ nhàng cho chị em phụ nữ này, hay là mình thích di chuyển dễ dàng thì các bác có thể lựa chọn cái này nhé. Trọng lượng của em này thì nó rơi tổng trọng lượng tầm 14 cân thôi. Đấy, có thể gập gọn cái tay lái này nhá, có thể gập gọn được, gập vào thế này đó. Các bác mở cái này ra, gập gọn vào rất là nhẹ nhàng, rất là dễ dàng di chuyển thôi. Thì em này thì công suất của nó là sử dụng cái động cơ của nó là Mitsubishi T170 33cc, nòng 36 ly nhá. Cái động cơ này thì chạy thì nó trâu bò các bác. Các bác đã dùng qua máy bãi các bác biết rồi, nó rất là trâu bò luôn, cực kỳ khỏe luôn. Con này chụp giật trợ lực nhá. Cái nữa này, cái này thì cái tum của nó, phần tum của nó này, tum là tum rời này, bố côn lớn nhá. Khi các bác không muốn dùng cái công việc xới đất thì các bác có thể mình để lắp những cái máy khoan đất hay là những cái máy mà phát cỏ, máy bơm nước hay các bác chế cháo cái gì đó rất là khỏe luôn. Thì con này thì động cơ cực kỳ chất lượng luôn, rất trâu bò các bác nhìn này, cái thiết kế của động cơ này. Đấy, con này rất thích hợp cho bác nào mình để mình làm rau dưới các kiểu nhé, rất nhẹ nhàng thôi, cả những bà phụ nữ và người già các kiểu dùng cũng ok. Về phần sới đất của nó này thì nó sử dụng nguyên cái bộ sới của Nhật bãi nhá, cái chất thép rất là tốt luôn, rất là dày dặn luôn nha các bác nhá. Đấy, khi các bác hỏng cái bộ sới này các bác có thể thay nhé, bán rất nhiều trên thị trường luôn. Đấy, rất là tiện lợi con máy này. Ok, thì em sẽ test nổ luôn tiếng máy con này cho bác nhé. Công tắc của nó nằm phía dưới nhá, nổ rất là êm, rất là dễ nổ. Nổ quá là êm luôn, rất là nhẹ nhàng, dễ dàng di chuyển. Đó, thì em này em xin phép báo giá luôn trong clip này. Con này thì bán anh em giá là đi 2.700.000 nhé, 2.700.000 bao ship. Đấy, rất là rẻ cho con máy này. Con này chạy bao chất lượng cho bác luôn đây. Có nguyên cả cái phần một cái tảng gang này để bảo vệ nhé, bảo vệ cái phần phía của cái bộ bánh sới đó nhé. Đó. Ok. Bác nào quan tâm sản phẩm thì có thể liên hệ qua số điện thoại 0976123370. Cảm ơn tất cả mọi người theo dõi video. Chào tất cả mọi người ạ.